Và bây giờ sẽ là giờ phút mà chúng ta chờ đợi từ lâu, đó là phần vinh danh các doanh nghiệp có sản phẩm và dịch vụ đạt top 100 sản phẩm dịch vụ tốt nhất cho gia đình trẻ em lần thứ 7 năm 2021. Trước tiên chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội lên trao chứng nhận. Bên cạnh đó là ông Hồ Minh Chiến, Tổng biên tập tạp chí Gia đình Việt Nam sẽ lên trao biểu trưng cho các đơn vị. Xin được chúc mừng công ty trách nhiệm hữu hạn Oriflame Việt Nam. Là thành viên của tập đoàn Oriflame Thụy Điển, trải qua 17 năm phát triển tại Việt Nam, Oriflame liên tục mang đến cho khách hàng những giải pháp làm đẹp tối ưu để đạt được sự cân bằng giữa vẻ đẹp ngoại hình và cơ thể khỏe mạnh, khẳng định được uy tín và từng bước chinh phục được sự tin tưởng của người tiêu dùng tại Việt Nam. Chúng ta dành một tràng pháo tay thật lớn cho các đơn vị đã được vinh danh trong ngày hôm nay.